Tinh Dũng thân ái kính chào quý khán thính giả và tất cả các bạn. Và để tiếp tục chương trình, Tinh Dũng xin được phép thể hiện nhạc phẩm Thư gửi người miền xa, một sáng tác của tác giả Trúc Phương. Oh.
Vâng, xin cảm ơn anh Dũng rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời anh Hiền. Qua bài này thì bắt đầu mình mời lại những người, những ca sĩ đến trước thưởng cách bài, thưởng bài.